Xin chào bạn, cách đây mấy ngày thì mình đã vừa trên tay và đánh giá cho anh em về chiếc Oppo A73, một chiếc điện thoại rất là thú vị, theo đúng nghĩa đen đến từ nhà Oppo. Vậy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về một sản phẩm nữa, cũng thuộc tập đoàn BBK, đó chính là chiếc Vivo V20 SE. Cũng rất thú vị nhưng nó chỉ thú vị ở nghĩa bóng mà thôi các bạn ạ. Tại sao lại như vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là trên tay nhanh cho anh em về sản phẩm này. Lần đầu tiên thì mình cảm ơn cửa hàng FPT Shop đã cho mình mượn chiếc Vivo V20 SE để có thể là làm được cái clip ngày hôm nay. Và nếu anh em nào mà đang muốn mua chiếc Vivo V20 SE thì có thể là truy cập vào đường link của hệ thống FPT Shop, mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Quay trở lại với chiếc hộp của chiếc Vivo V20 SE thì bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái hộp đựng rất giống với V20 các bạn ạ. Một cái điểm rất nổi bật là sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong này. Và vì sao thì có một vài những cái thông số khác một chút so với là V20. Khi mà mở hộp ra thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ có cái hộp bên trong cũng rất đẹp. Ở phía đây thì sẽ có bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này, que chọc sim, rồi là đi kèm với ốp lưng dạng silicon. Đây là phần siêu máy, thì cái máy mà mình mượn ở bên chuỗi hệ thống bán lẻ FPT Shop sẽ không còn nguyên sim nữa rồi. Hơi đáng tiếc nhưng mà không sao, có máy để làm video cho anh em là được rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái adapter sạc với công suất sạc là 33W. Và đây sẽ là adapter điện áp cao cho các bạn, tức là cái volt lên tới là 11. Còn với A thì nó sẽ là 3A mà thôi. Còn bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp là USB-C này và một cái tai nghe. Và cái tai nghe này không phải là tai nghe dạng in-ear, cho nên là mang một thời gian thì các bạn sẽ không bị đau tai lắm đâu. Quay trở lại với chiếc V20 SE thì có một cái điều mà mình phải công nhận và khẳng định luôn cho anh em là những sản phẩm cuối năm 2020 á, Vivo làm ra cái mặt lưng quá đẹp luôn, rất ấn tượng. Từ cái việc mà họ phối màu sắc này cho tới là thiết kế cái cụm camera dạng bếp từ rất đẹp và gần như không có bất kỳ một cái chi tiết nào gọi là thừa thãi cả các bạn ạ. Và ngay cả chiếc V20 SE này thì cảm giác khi mà chúng ta cầm vào máy cũng vô cùng là thoải mái, và mình thậm chí là mình thấy rằng là cảm giác khi mà cầm vào chiếc V20 SE này nó còn thoải mái hơn so với là ở trên chiếc Vivo V20 đó. Bởi vì tất cả hai cái cạnh hai bên á đều được bo tròn tương đối là tốt. Và bên cạnh đó thì cái cảm giác khi về mức độ hoàn thiện vuốt từ cái phần mặt lưng cho tới là phần viền bên ngoài nó cũng rất là ok các bạn ạ. Có một vài những cái chi tiết mà mình thấy rằng là một số những cái clip trên tay cũng như là đánh giá về chiếc V20 ở thị trường Việt Nam á, nói rằng là mặt lưng của chiếc máy này sẽ được hoàn thiện bằng kính. Tuy nhiên mình đã check rất kỹ từ những cái thông tin của những trang nước ngoài này cho tới cái việc là sử dụng răng. Đấy, để có thể là test luôn cho anh em thì nó chỉ là mặt lưng nhựa mà thôi nha bạn, chứ không phải là mặt lưng kính. Điều này thì mình muốn nói rõ ràng bởi vì đôi lúc á, các bạn cứ nghĩ rằng là đây là mặt lưng kính mua về mà bằng nhựa, đâm ra các bạn sẽ thất vọng. Cho nên là mất lòng trước, được lòng sau nha các bạn. Đôi lúc các bạn sale của bên nhà Vivo thì sẽ không thích mình nói thẳng thắn như thế này, thì hy vọng là các bạn có thể là thông cảm cho mình nha. Còn về viền xung quanh thì chắc chắn rồi, chiếc máy này cũng chỉ được hoàn thiện bằng nhựa mà thôi. Nhưng mặt sau đẹp bao nhiêu thì khi mà chuyển sang mặt trước thì lại hơi ngắn ngẩm đến bấy nhiêu các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là năm nay chả hiểu tại sao mà những chiếc máy của Vivo cuối năm á, từ phân khúc giá từ 8,5 triệu đồng đổ xuống chỉ sử dụng cái màn hình dạng giọt nước mà thôi. Không hiểu tại sao luôn á. Nếu đầu năm họ ra những cái dòng như là V19, V19 Neo hoặc là chiếc Vivo Y50, chúng ta đều có màn hình dạng đục lỗ, thì bây giờ cuối năm lại chuyển sang sử dụng cái màn hình dạng giọt nước. Hôm trước khi mà mình chê về cái màn hình giọt nước ở trên chiếc V20 á, một số những bạn từ là PG, B-Boy rồi là trainer cho tới là nhân viên kinh doanh của Vivo vào Facebook cá nhân của mình chửi này, đăng đàn chửi mình bởi vì mình chê cái màn hình dạng giọt nước của chiếc máy này, rồi là comment chửi mình trong những cái video của mình. Đấy, thì bây giờ các bạn hãy giải thích cho mình là tại sao mà chiếc Vivo V20 SE này nó lại sử dụng cái màn hình dạng giọt nước, mặc dù là camera selfie của nó cũng chỉ dừng lại ở mức là 32 megapixel mà thôi. Mình không cần phải nói đâu sâu xa nha bạn. Hiện tại thì Vivo cũng đang bán chiếc Vivo V19 Neo với màn hình dạng đục lỗ và cấu hình thậm chí là còn ngon ăn hơn so với là chiếc V20 SE, nhưng giá bán lại không hề cao hơn so với là V20 SE các bạn ạ. Thì mình cũng không hiểu tại sao mà Vivo lại ra chiếc máy này với phân khúc giá lên tới là 7,2 triệu đồng và hiện tại không có bất kỳ một cái chương trình khuyến mãi giảm giá nào. Không biết là trong thời gian tới có hay không, nhưng hiện tại cái ngày mà mình làm cái clip ngày hôm nay á,
là mình không thấy nha, ngày mùng 4 tháng 11 này, chứ không sau này mà có mà các bạn quay sang chửi mình thì không có được nha. Hôm nay mình quay là check kỹ rồi, không có bất kỳ một cái chương trình khuyến mãi giảm giá nào. Còn với cái chất lượng màn hình của chiếc Vivo V20 SE thì mình thấy rằng là nó đang sử dụng lại cái tấm nền của chiếc V20 các bạn ạ. Độ sáng màn hình thì mình thấy rằng là nếu ở trong cái tầm giá khoảng hơn 7 triệu á thì nó cũng tương đối là ổn, và đây là tấm nền công nghệ AMOLED nha. Và cảm biến vân tay thì mình thấy rằng nó cũng ok đấy. Mức độ nổi khối thì cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được trong cái phân khúc giá là hơn 7 triệu đồng. Còn màu sắc thì nó sẽ thiên hướng một chút về cái sự trung thực, chứ nó lại không quá là rực rỡ giống như kiểu là những cái màn hình OLED khác trong tầm giá này. Nếu mà để so sánh với chiếc VinSmart Aris thì mình thấy rằng là màn hình của Aris nó còn rực, và khi mà xem nội dung phim á nó còn sướng hơn so với là ở trên chiếc Vivo V20 SE. Còn về cấu hình thì như thế nào? Chắc chắn đây sẽ là điểm mà rất nhiều bạn chửi bới về chiếc V20 SE, bởi vì nó đang sử dụng cái vi xử lý là Snapdragon 665. Lại một bước đi thụt lùi nữa của bên nhà Vivo. Không hiểu được các bạn ạ. V19 Neo đang sử dụng vi xử lý là Snapdragon 675 thì bây giờ ra một chiếc máy với tên gọi cao hơn nhưng lại chỉ sử dụng vi xử lý là Snapdragon 665 mà thôi. Và như lúc nãy mình có chia sẻ về RAM và ROM với cái sản phẩm này rồi. Và bên cạnh đó thì viên pin của chiếc Vivo V20 SE nó cũng chỉ có dung lượng là 4100 mAh, thay vì cái việc là trang bị viên pin là 4500 mAh giống như là ở trên chiếc Vivo V19 Neo ra mắt hồi đầu năm, cũng không hẳn là đầu năm. Và mình nhớ không nhầm thì hôm mà mình trên tay chiếc Vivo V19 Neo á, nó chỉ rơi vào tầm là tháng 7 mà thôi. Nhưng bây giờ với chiếc V20 SE nó lại chỉ có viên pin là 4100 mAh và hỗ trợ công suất sạc tối đa sẽ là 33W nha các bạn. Còn về cái cụm camera sau thì chúng ta vẫn có tới 3 cái cảm biến nha các bạn. Chúng ta có cảm biến chính với độ phân giải là 48MP này, một cái cảm biến góc rộng, và bên cạnh đó thì có thêm một cái cảm biến để hỗ trợ chụp ảnh là siêu macro. Đây, tất cả những cái phần là tính năng chụp ảnh này. Về cái khả năng quay video thì mình không tìm ra cái tính năng là quay video siêu chống rung nha các bạn. Hơi đáng tiếc các bạn ạ, nếu mà ước gì mà chiếc máy này có cái tính năng là siêu chống rung thì nó sẽ ngon ăn hơn rất là nhiều. Và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Vivo V20 SE, một chiếc điện thoại cực kỳ khó hiểu đến từ nhà Vivo. Và với cá nhân mình nha, thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất cho chiếc máy này thì có lẽ nó sẽ nằm ở thứ nhất là công suất sạc lên tới là 33W, và thứ hai là mặt lưng của sản phẩm này quá đẹp các bạn ạ. Nói về cái chất lượng âm thanh đi, nãy giờ quên nói về chất lượng âm thanh, rất nhiều bạn hỏi về mình về cái chất lượng âm thanh của những chiếc điện thoại tầm trung, thì chiếc máy này cũng chỉ có duy nhất một cái loa đơn chứ không phải là loa kép stereo giống như là một số những chiếc máy như là Poco X3 hay là thấp tiền hơn thì chúng ta có chiếc Oppo A92 hay là Oppo A52 nha, chúng ta sẽ có loa kép stereo. Còn với chiếc máy đến từ Vivo này sẽ không có loa kép stereo các bạn ạ. Còn các bạn suy nghĩ gì về chiếc V20 SE trong cái tầm giá là 7,2 triệu đồng thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu có thấy video này hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.